Xin kính chào bà con. Lời đầu tiên, Châu xin thay mặt cho chị gái xa quê tốt bụng, xin gửi lời chào yêu thương nhất và lời thăm hỏi ân cần nhất đến tất cả bà con ở khu Là Heo ở Nha Trang. Chị gái này trước đây là ở khu Là Heo mình, nay là đang sống xa quê. Tuy là ở xa quê nhưng mà chị luôn hướng về quê nhà, đặc biệt là trong dịp Tết thì rất là thương bà con khó khăn ở khu mình. Thì chị có gửi về cho Châu và Bằng làm đại diện là tổng cộng là 30 phần quà, mỗi phần quà là 500 ngàn đồng bà con Tết. Dạ cảm ơn cô nha cô. Gian khổ của quà số nào bạn hồi những nào cũng khổ hết á. Cảm ơn cô, chúc cô ăn Tết vui vẻ. Mến chào quý cô chú anh chị cũng như các bạn trở lại clip tiếp theo của Châu và Bằng trên kênh Nha Trang Quê Nhà cũng như là Nha Trang Rám Nắng. Đặc biệt là chào chị gái xa quê tốt bụng. Bởi vì là Bằng gọi là chị gái xa quê tốt bụng thì nó cũng có cái lý do thế này. Thì hôm nay thì cũng là 25 Tết rồi, thì Châu với Bằng thay mặt cho nhà hảo tâm để gửi những phần quà yêu thương đến cho bà con ở tổ 1 phố Vạn Hòa, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thì cái người mà hỗ trợ cái phần quà cuối năm này là tạm giấu tên, cho nên mình cứ tạm gọi là một chị gái xa quê tốt bụng thôi, tên như vậy ha. Thì tổng số quà hôm nay là gửi cho 30 hộ có hoàn cảnh khó khăn ở khóm Vạn Hòa 1. Thì mỗi số quà là trị giá 500.000 đồng. Thì trước khi đến thì cũng có liên hệ chỗ anh Luân cũng như chỗ anh Đức, cái tổ trưởng tổ khóm tổ văn hóa, tổ trưởng thầy thì để cũng sắp xếp cái vị trí cho bà con. Thì đúng ra thì phát trên khu Là Heo đó, nhưng mà bởi vì trên đó thì cái đường nó hơi nhỏ quá. Thì đây là đường Vạn Hòa này, biết của chú anh chị, thì đi thẳng ra kia trước mặt màn hình đó thì cũng là đường Vạn Hòa luôn. Rồi sau đó rẽ trái thì lên khu Là Heo. Đó thì khu Là Heo là cái gọi là một cái địa danh hồi xưa, tại vì chỗ đó là thường xuyên mổ heo á, gọi là khu Là Heo. Chính vì trên đó nó cái vị trí nó chặt quá cho nên là anh Luân thì anh cũng có chia sẻ với Bằng với Châu thì thôi mượn cái vị trí này thì sau đó để bà con đứng xếp thành hàng. Đó thì Châu với Bằng thay mặt một chị gái xa quê tốt bụng đến gửi những phần quà yêu thương đến cho quý bà con. Đó thì chắc có lẽ là chị gái sâu hơi tốt bụng chung cũng như là quý khán giả đợi trong giây lát nha. Đó thì để Bằng chia sẻ đến cái không gian này một tí. Đó thì đây là trục đường Vạn Hòa, đi thẳng ra trước mặt rẽ trái là lên khu Là Heo cũ hồi xưa. Đó thì Bằng quay ngược lại thì cái đường Vạn Hòa này thì đi nằm tầm khoảng 200m là tới khu chợ Đầm đó quý cô chú anh chị. Đó, xe xe trước mặt rồi, chào anh Đức. Anh Đức là tổ trưởng ở đây, cho nên là hôm nay thì cũng nhờ anh để cũng sắp xếp vị trí cũng như là để mà có cái vấn đề an ninh để mà cái buổi phát quà cho bà con diễn ra tốt đẹp. Cảm ơn anh Đức nhiều nha, anh Đức hỗ trợ rất nhiệt tình. Đó thì bây giờ trong giới mời thì mời phía bà con thì mời đến 3:30 thì chắc bây giờ chắc cũng là đến 3:30 rồi. Đó cái chắc lại là mời anh Châu để mà chia sẻ một chút về thông tin cũng như là để thay mặt chị gái xe quê tốt bụng để trao quà cho bà con ha. Xin kính chào bà con. Lời đầu tiên, Châu xin thay mặt cho chị gái xe quê tốt bụng xin gửi lời chào yêu thương nhất và lời thăm hỏi ân cần nhất đến tất cả bà con ở khu Là Heo ở Nha Trang. Chị gái này trước đây là ở khu Là Heo mình, nay là đang sống xa quê. Tuy là ở xa quê nhưng mà chị luôn hướng về quê nhà, đặc biệt là trong dịp Tết thì rất là thương bà con khó khăn ở khu mình. Thì chị có gửi về cho Châu và Bằng làm đại diện là tổng cộng là 30 phần quà, mỗi phần quà là 500 ngàn đồng bà con Tết. Rồi bây giờ nhờ anh Luân hỏi anh Đức. Rồi anh Luân Đức, anh Luân đi đọc tên, rồi ai có tên thì mang lên có phiếu thì giờ thì sẽ có quà. Anh cứ đọc tên theo thứ tự theo thứ tự. Con thì đứng thì cũng khá là trật tự thì có những cái chia sẻ. Anh cứ đọc tên bà con lên. Chị gái xe quê tốt bụng có gọi như là thăm hỏi ăn cần đến cho anh thu phiếu bà con thu. Ok. Rồi chúc chị em tới vui vẻ nha. Bà con nào mà muốn nói lời cảm ơn tới cái chị gái đó thì nói vô cái máy rồi cái giữa video này gửi cho đó cho chị xem. Sau đó anh Châu anh gọi không bị tiền đến cho bà con thôi. Rồi mời anh Châu trang mượn cái mic là anh Châu rồi. Đó thì có anh Đức cũng như là anh Luân là người tổ trưởng ở khu phố này, cho nên là cũng sắp xếp bà con đứng thành hàng cũng như là bà con đến để mà nhận quà.
Đó thì phía bà con ở nơi đây thì theo quan sát của bạn thì đến thời điểm trong lúc này thì thấy rất dân thì rất là dễ thương, thấy đứng cũng xếp thành hàng, sau đó thì cũng lắng nghe những lời chia sẻ. Anh Châu thay mặt thì SCV tốt bụng đã gửi lời chúc sức khỏe, gọi là chúc sức khỏe đến cho Hoa, cũng như là lời thăm hỏi đến cho bà con ở Vạn Hòa. Rồi sau đó là anh Châu anh cũng thay mặt để bà con để gửi những phần quà yêu thương. Đó, dù rằng là chỉ sống xa quê nhưng mà cũng nhớ về bà con nghèo ở quê hương mình. Bởi vì là xưa kia chị cũng lớn lên và từng nên sinh sống ở đây, thì hiện tại bây giờ là chị sống ở xa quê. À, thì nhân dịp tới đến xuân về thì cũng có những phần quà rất là ý nghĩa đến cho bà con sống làng, để có một cái mùa xuân cho vui vẻ. Dạ con chúc chị sức khỏe. À, thì theo như chia sẻ của Đức tổ trưởng thì hầu như là bà con trong làng xóm này không hả chị? Thì anh Châu ơi, còn bao nhiêu phiếu nữa anh Châu ạ? À thế hả? À, dạ. À, công việc cuối năm mà chắc có lẽ là bà con thì cũng đang bận rộn công việc á, chắc có lẽ là đến để chắc có lẽ là chờ đông giây lát để mà thay mặt chị đã gửi hết phần quà yêu thương đến bà con ha. Dạ cảm ơn cô nha cô. Gian khổ của bà số lâu vậy thôi, những nào cũng khổ hết á. Cảm ơn cô, chúc cô ăn Tết vui vẻ. À, dạ rồi cảm ơn chị, rồi chúc chị có một mùa xuân vui vẻ. Đó, chị cũng có những lời cảm ơn đến chị đó chị. À có phiếu hết rồi. Rồi chúc chuyện Tết vui vẻ. Đó thì bà con chắc có lẽ là đến hơi trễ một chút. Đó thì bà con một số người nhận quà, rồi số bà con trong làng hiếu kỳ ra thì đứng tập trung cũng khá là đông đó chị. Đó thì không gian thì thấy cũng rất là vui vẻ đây. Đó xài trước mặt thì cũng có logo lớn tuổi thì còn cũng hay nhanh bước chân cứ gọi vàng đến là mà để nhận con quà yêu thương đây chị. Rồi chào cô chú con tới vui vẻ. À, rồi anh Đức cho em xin mượn một cái phiếu ạ. Đó thì để chào chị gái xa quê tốt bụng thì trước hết mà để mà gửi phiếu cho quý bà con á, thì anh Châu anh cũng rất là cẩn thận. Thứ nhất là phiếu nhận quà, người nhận quà, sau đó là nhờ anh luôn tổ trưởng anh điền những cái tên những cái bà con khó khăn trong một khóm. Bên cạnh đó là người mời là chị gái xe hơi tốt bụng vào lúc 3:30 chiều thứ năm ngày 27/1/2022, tức là 25 Tết. Đó tổ 1 khóm Vạn Hòa, phường Vạn Thạnh, chúc bà con Tết vui vẻ. Đây là chương trình kết nối quê nhà qua kênh YouTube là Nha Trang Quê Nhà cũng như là Nha Trang Rám Nắng. Và điều đặc biệt hơn nữa thì cũng để rất cẩn thận để đảm bảo cái buổi mà phát quà cho nó diễn ra vui vẻ và tốt đẹp á, thì Châu với Bằng thì đã đóng một con dấu chữ Nha Trang Quê Nhà đỏ đó, để tránh những trường hợp mà có những trường hợp mà tiêu cực diễn ra để mà cái buổi phát quà nó suôn sẻ hơn. Đó. Thì cũng để chia sẻ cho thông tin một chút để cho quý khán giả mà biết là như vậy ha. Đó thì còn đây là những cái phiếu cuối cùng đó chị. Đó thì còn những phiếu cuối cùng đó thì bà con đến đây thì đã nhận được phần quà rất là phấn khởi, rất là vui vẻ. Rồi chúc bà con Tết vui vẻ nha. Rồi, cũng đã xong. Xin thay mặt chị gái xa quê sốt bụng cảm ơn Đức nha. Đức đã hỗ trợ rất là nhiều. Thay mặt gia tổ, đồng hồ một thì hay là thành thật cảm ơn tất cả trước anh em sau nữa, bà chị ở phương xa. Thì có cái lòng hảo tâm đến quan tâm đến tổ của quê mình. Thì có gì hơn một năm mới chúc cho tất cả chị và anh em được dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng. Rồi để chúc anh Đức ăn Tết vui vẻ nha. Chúc bà con ăn Tết vui vẻ nha. Dạ. Buổi phát quà cũng diễn ra rất là nhanh chóng, bà con thì rất là trật tự và nhận quà rất là vui. Thì khu này cũng là dân lao động cũng nhiều, thành ra là bà con nhận quà rất là ấm lòng. Nhân đây cho cũng xin thay mặt bà con khó khăn ở khu
là heo cũ. Chân thành cảm ơn chị gái xe quê tốt bụng đã có một cái phần quà rất là ý nghĩa và thiết thực đến với bà con khó khăn ở Nha Trang quê nhà, và rất mong là chị tiếp tục ủng hộ bà con khó khăn trong những dịp tiếp theo. Đến đây Châu và Bằng xin khép clip lại. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo trên kênh Nha Trang quê nhà cũng như là Nha Trang đám nắng. Chúc bà con ăn Tết vui vẻ. Xin chào ạ. Rồi, mến chào quý cô chú anh chị, đặc biệt là chào chị gái xe quê tốt bụng, trước mặt là anh Luân. Anh Luân ơi, trước hết là em cảm ơn anh thì anh hỗ trợ cho em cái công tác mà để mà gửi phiếu cho quý bà con nghèo ở cái chỗ khóm Hoàng Hòa 1 cũng như là giữ trật tự để mà cái buổi phát quà diễn ra rất là tốt đẹp. Rồi, em với anh Châu cảm ơn anh rất là nhiều nha. Anh Luân nhiều nha. Rồi, bây giờ mình đi dạo để chia sẻ cái hình ảnh. Thì để chia sẻ với chị gái xe quê tốt bụng đó. Thì hồi nãy mà phát quà cho bà con á, đó chỗ đó là cái tổ chỗ cái đường là đường Vạn Hòa, còn bây giờ cái đường đó là đường Thái Học đó chị. Thì đi thẳng vào khu là heo đó. Đó thì để cho bằng chia sẻ ngược quay ngược lại thì đi hướng ra chợ Đầm đó chị. Đó thì bây giờ thì đường thì cũng rất là khang trang. Đó. Đường ngõ thì bê tông rồi đây nè, thấy chị ha. Đó thì là không mới là mấy năm nay rồi, xưa đường đất. Dạ hồi xưa là đường đất ha anh Luân hả? Bởi vì em là hôm nay là cũng lần đầu tiên đến đây đó, thì cũng nhân tiện qua cái dịp này thì cũng có cơ hội mới đến đây chứ. Hồi giờ thì cũng không đến đây. Năm rồi anh hả? Đâu rồi? Và bây giờ ở đây người ta còn mỗi heo không? Hết mỗi heo à? Bây giờ nó tới bây giờ nó còn cái là bò không à? Bây giờ là bò chứ không phải là heo nữa. Là bò chứ không còn là heo nữa. Đây cũng là thông tin mới nè. Đó. Hết mỗi heo rồi. Hết mỗi heo. Là hồi xưa là nó có một cái địa danh gọi là khu là heo, là chính vì cái khu đó là mổ heo nhiều hả anh Luân hả? Hồi xưa trên này là nó mổ heo nè. Dạ. Mấy lò được không? Nửa tiếng. Trong này gì? Hồi xưa là kho anh Luân hả? Mổ heo đúng chị, hồi đó mổ heo không chị ha, đúng không? Đúng rồi. Dạ. Yeah. Đây cái lò mổ heo bây giờ làm kho. Đó thì đây là những con đường em chia sẻ con đường này một chút, chắc có lẽ là chị cũng đã hồi xưa thì cũng lớn lên và sinh sống ở đây cũng hình dung được. Anh Luân ơi, cái phía tay trái đây là cái gì? Mà anh thấy cái bức tường nó cũng cao quá vậy anh ha. Trong này là lò bò. Phía đây là lò bò. Còn cái phía tay trái bên phải này là hồi xưa là mổ lò heo. Lò heo, bây giờ là làm kho rồi. Dạ. Mà bò ví dụ người ta mổ có ồn không? Có kêu ồn không? Bây giờ nó đang được gọn, có ồn điện, giờ nó đang cắt được gọn. Dạ. Đó thì khi đến những cái vị trí như thế này thì những con đường làng những con đường làng nhỏ như thế này thì nếu mà không có anh Luân thì chắc có lẽ là em cũng không có đi được đâu. Bởi vì cái khu này khu mới đối với em hoàn toàn cho nên là. Anh Châu ơi, chắc có lẽ là quay lại. Đi vào thẳng là khu nhà dân anh hả? Dạ, sau lưng nhà dân, khu sau lưng trước cái khu trước mặt đó là hình như là ra tới cầu Hà Ra luôn không? Hồi đó là nó có đường ra, bây giờ nó mất hết rồi. Dạ. Bây giờ thì nó thành bà kè. Dạ. Bà kè thì đi cái đường kia nó mới là bà kè, nhưng mà ở đây là biết hết được. Biết rồi đúng không ạ? Như vậy. Dạ. Xin lỗi lại. Dạ rồi, như vậy là đến đây chắc có lẽ là bằng xin khép clip. Một lần nữa thì cảm ơn anh Luân thì cũng đã hỗ trợ buôn phát quà cho hôm nay thì diễn ra rất là tốt đẹp. Thì hơn nữa là cho phép Châu với Bằng để gửi lời chúc sức khỏe cũng như là gửi chị gái xa quê tốt bụng đón một năm mới dồi dào, đón một năm mới vui vẻ và hạnh phúc. Rồi xin thân ái. Chúc chị Tết vui vẻ.